Hello, hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với Vanessa trong một bản tin gần như là khẩn cấp của ngày hôm nay là ngày 18 tháng 11. Thì như cái màn hình map bản đồ mà quý vị đã thấy thì chúng ta thấy là có những cái vùng, những cái tiểu bang mà họ đã thay đổi cái curfew là cái giới nghiêm, lệnh giới nghiêm, và thay đổi cái business này, rồi thì thay đổi cái lệnh order stay at home, thay đổi cả cái lệnh phải đeo khẩu trang bắt buộc hay không. Thì cho đến buổi chiều muộn update của ngày hôm nay, ngày 18 tháng 11, thì họ đã đưa ra cái biểu đồ mà bản đồ mới nhất này. Thì Vanessa xin chia sẻ với quý vị. Đầu tiên thì sẽ là cái business này, thì chúng ta nhìn vào đây nha. Những cái tiểu bang màu xanh nhạt như thế này thì là hầu hết đều là mở, đều open, nên là chúng ta không không care này. Cái mà màu nó hơi và màu sữa, trắng sữa này thì là có thể một một vài tiểu bang có thể là họ sẽ bị một vài quận hạt ở trong tiểu bang đó họ sẽ bị lockdown. Chính vì vậy mà chúng ta phải để ý, thì những cái tiểu bang này sẽ nằm ở trong những cái tiểu bang là quý vị sẽ bị lockdown theo từng quận hạt, theo cái độ tăng của cái con ca nhiễm COVID corona quý vị nha. Tiểu bang thứ nhất là California, tiểu bang thứ hai là Idaho, tiểu bang thứ ba là Arizona, tiểu bang thứ tư là Colorado, tiểu bang thứ năm là Louisiana, tiểu bang thứ sáu là Illinois, tiểu bang thứ bảy là New York, tiểu bang thứ 8 là Vermont, tiểu bang thứ 9 là Maine, tiểu bang thứ 10 là Massachusetts, tiểu bang thứ 11 là Colorado, tiểu bang thứ 12 là North Carolina. Thì đây là những cái tiểu bang mà những cái lockdown business của quý vị nó sẽ xảy ra, không phải ở trên tất cả quận hạt của tiểu bang, nhưng mà vẫn có những cái city quận hạt sẽ bị lockdown quý vị nha. Thì đó là những tiểu bang mà Vanessa vừa đọc. Còn tiểu bang mà nằm ở trong cái màu vàng vàng đậm đậm này này quý vị này, thì là tất cả hầu hết là sẽ lockdown. Thì chúng ta sẽ đọc những cái tiểu bang này cho tất cả quý vị cùng biết nè. Thứ nhất là Oregon, thứ hai là Washington, thứ ba là N với chữ M này tự dưng em quên mất đọc là gì rồi này. Thứ tư là Michigan. À, New Mexico. Đó, cái từ New Mexico này mà bao nhiêu lần em toàn quên rồi. Đấy thì là 1, 2, 3, 4. 4 cái tiểu bang này là sẽ hầu hết là lockdown quý vị nha. Ngày hôm qua thì chỉ có duy nhất New Mexico là nằm ở trong cái phần là hầu hết business lockdown. Nhưng mà hôm nay có thêm Oregon, Washington, Michigan. Đó, hôm nay có thêm 3 tiểu bang mới nữa, là tổng cộng 4 tiểu bang nằm ở trong cái chương trình đó rồi. Và chúng ta nhìn sang bên phải này là cái những tiểu bang bắt buộc phải đeo khẩu trang, và những tiểu bang mà màu vàng đậm và cuối cùng này là những tiểu bang bắt buộc đeo quý vị nha. Và cái tiểu bang mà màu trắng sữa này là sometime required, có nghĩa là ở một số city quận hạt sẽ yêu cầu bắt buộc phải đeo, nhưng mà không phải trên toàn cả tiểu bang. Còn cái màu xanh nhạt như thế này là họ không có yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Thì em sẽ đọc những cái tiểu bang sẽ có một vài city yêu cầu đeo khẩu trang. Đầu tiên là Montana này, thứ hai là Nebraska này, thứ ba ca tiểu bang này tự dưng em lại quên mất rồi, không phải là Arkansas, Kansas, tiểu bang thứ ba là Kansas, tiểu bang thứ tư là Arkansas, và tiểu bang thứ năm là Mississippi, tiểu bang thứ sáu là South Carolina. Đó là 6 tiểu bang mà tiểu bang, còn một tiểu bang góc này nữa là tiểu bang thứ bảy New Hampshire, là 7 tiểu bang mà họ sẽ yêu cầu đeo khẩu trang theo như là những city quận hạt trong cái tiểu bang của quý vị, họ sẽ yêu cầu nha quý vị nha, họ không yêu cầu hết cả tiểu bang. Còn lại những cái tiểu bang màu vàng này thì sẽ là phải đeo khẩu trang hết, hầu hết này quý vị này. Đó, họ bắt buộc luôn quý vị nha, bắt buộc đeo khẩu trang. Washington là một này, Oregon là hai, California là ba này, Nevada là 4 này, Utah là 5 này, Colorado là 6 này, New Mexico là 7, Texas là 8, Louisiana là 9,
Illinois là 10, Iowa là 11, Michigan là 12, North Dakota là 13, Wisconsin là 14, Minnesota là 10, 10, 15, 15, trời ơi, Ohio là 16, có nhiều từ em không nghĩ ra nó là tiểu bang gì luôn. Pennsylvania là 17, New York là 18, Vermont là 19, Maine là 20, Massachusetts là 21, Colorado là 25, là 22, New Jersey là 23, Virginia là 24, North Carolina là 25, Washington DC, Kentucky 26, 27, Alabama 28, Hawaii là 29. Nếu mà em đếm thiếu thì quý vị nhìn lại hộ em với nha, tại vì nhìn nó rối mắt quá, em nhìn em không nhìn rõ luôn á. Đó là những cái tiểu bang màu vàng đậm này là bắt buộc phải đeo khẩu trang đó quý vị nha. Còn lại là biểu đồ thứ ba là bắt buộc những cái lệnh phải ở nhà là tiểu bang màu vàng đậm này là lệnh giới nghiêm trên bắt buộc trên tiểu bang thì có duy nhất New Mexico thôi. Còn lại là những cái màu mà có trắng trắng hơi hơi vàng vàng này, hơi gọi là trắng đục đó quý vị, thì có 1, 2, 3, 4 tiểu bang là cũng có những cái lệnh giới nghiêm. Thì Vanessa đọc California, Wisconsin này, Kentucky này, Massachusetts này. Đó, còn lại thì ở những cái tiểu bang màu xanh còn lại này thì họ không có yêu cầu bắt buộc. Thì đây là cái biểu đồ để mà cho chúng ta biết được là tiểu bang của chúng ta có bị bắt buộc đeo khẩu trang hay không, business có bị đóng cửa hay không. Còn lại là những tiểu bang không có bị thì họ cũng show hết trên cái màn hình này. Thì Vanessa để cái màn hình biểu đồ này cho quý vị, để quý vị tiểu bang nào, quý vị ở tiểu bang nào, quý vị tự nhìn xem tiểu bang mình có bị không quý vị nha. Và họ nói là tất cả, tại vì cái con COVID Corona nó quay trở lại rất là mạnh từ hôm qua đến giờ, từ 10 ngày nay đến giờ thì ngày nào cũng gần 200 ca nhiễm, hôm nay cũng rất là nhiều, và hôm nay con số tử vong cũng hơn 1.000, rất là cao, hơn 1.600, còn con số ca nhiễm thì cũng gần 170.000 ca nhiễm mới. Trong khi đó thì những cái tiểu bang mà bị đột nhiên tăng là hầu hết họ sẽ để ý sát sao cái con số, và nếu như họ thấy nó vẫn tăng quá nhiều thì, tại vì sắp đến cái ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn vào 25 tháng 11 là tuần thứ năm tuần sau đó quý vị, thì có thể họ sẽ siết chặt những cái chương trình lockdown và họ sẽ có những cái hình phạt như ở những cái tiểu bang Vanessa đã chia sẻ với quý vị rồi. Thì chúng ta để ý nha, nếu như mà họ có những cái hình phạt như vậy mà chúng ta không thực hiện là chúng ta sẽ bị phạt đó quý vị. Thì đây là cái biểu đồ mới nhất của ngày hôm nay em muốn chia sẻ với quý vị, thì tại vì hôm qua nó khác hôm nay rồi, và mỗi một ngày họ nói là sẽ có những cái thay đổi khác nhau, thành ra là Vanessa sẽ cập nhật cho quý vị. Nếu như mà ngày mai mà cái biểu đồ nó thay đổi thì Vanessa lại cập nhật một cái video ngắn như thế này để chia sẻ với quý vị. Rồi em cảm ơn quý vị rất là nhiều, em xin dừng cái video tại đây. Rất mong quý vị like, share video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vanessa, và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an trong mùa dịch. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.